Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ cháy máy bay tại sân bay Sheremetyevo của Nga khiến 41 người thiệt mạng. Giới chức Nga hôm nay thông báo, Ủy ban điều tra của nước này đã quyết định tiến hành khởi tố hình sự nhằm xác định xem liệu có sự vi phạm các quy định an toàn hàng không hay không. Hiện Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu thành lập Ủy ban quốc gia để điều tra vụ tai nạn này, đồng thời chỉ đạo Bộ Y tế hỗ trợ tất cả những gì cần thiết cho các nạn nhân. Chính quyền tỉnh Murmansk đã điều động các bác sĩ tâm lý tới sân bay trung tâm của tỉnh này để hỗ trợ thân nhân các hành khách của chuyến bay gặp sự cố. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân theo nhiều hướng khác nhau, tuy nhiên hiện vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào.